Chào mừng bà con đã đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cây Lậy. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bà con xem về một loại cây mà nghe cái tên của nó thì ắt hẳn sẽ mang đến một sự may mắn, đó chính là cây phát tài hay còn gọi là cây thiết mộc lan. Thì đây chắc là cây lớn bên mình nè bà con. Cái gốc của nó thì khá là lớn và mình vừa cắt tỉa nó và nó đang đâm chồi ra như thế này. Và xét về mặt phong thủy á, đối với cây thiết mộc lan như thế này thì người ta sẽ xu hướng ta sẽ chọn một cây mà có nhiều cành ha. Hai cành thì biểu tượng cho sự trọn vẹn may mắn, ba cành tượng trưng cho hạnh phúc, năm cành thì lại sức khỏe và tám cành đại diện cho sự phát tài phát lộc và chín cành á thì hạnh phúc viên mãn nha bà con. Đó là một vài cái ưu điểm của cây thiết mộc lan này. Nhưng mà hiện tại bên mình thì cung cấp cái cây giống như thế này, cây con nha bà con. Tại vì có nhiều bà con thích trồng những cây từ bé như thế này ha, muốn mình tự tay chăm sóc, tự tay bón phân gì đó để cho cây nó phát triển nó to hơn nha, như kiểu uống cây từ thuở còn non đó bà con ha. Ở đây thì mình cung cấp những cây giống như thế này. Và đây bà con thấy đây, đây chính là cái hoa của nó nè. Khi mà chúng ta trồng cây phát tài mà nó ra hoa thì mang lại một sự may rắn rất là lớn nha bà con. Ở đây thì tiếc là mình quay cái video này khi cái hoa của nó đã tàn rồi. Và có nhiều cái nên nó chuẩn bị nở nha bà con. Mình sẽ quay chút xíu mình sẽ quay cái bông chuẩn bị nở cho bà con xem. Hoa của thiết mộc lan này có màu trắng nha. Và những cái thân của nó thì thân như thế này đây. Những cái lá nó đang xen vào nhau ha. Đây chính là cái búp hoa của cây thiết mộc lan, cây phát tài bên mình nè. Cái lá thì nó mịn ha. Cái lá thì nó mịn và ở giữa lá thì nó có một cái đường, một sọc vàng trông rất là đẹp mắt. Thì nếu bà con nào muốn sở hữu cái cây thiết mộc lan như thế này thì liên hệ ngay bên mình nhé. Xin chào.